Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay em có test một chiếc lọc xì Davix 231S này theo nhu cầu của một khách hàng. Thì với những chiếc lọc 231S này thì bên em đã test cho anh em xem rất nhiều rồi. Em có rất nhiều các video em test những chiếc lọc xì Davix 231S này rồi. Thì hôm nay theo nhu cầu của bác khách, đó là bác đây, bác Vấn nhá. Bác có đuôi số điện thoại là 657, bác ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chú gửi test hàng cho anh xem luôn. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video trước khi gửi cho bác. Trước khi đóng hàng thì em sẽ test cho bác rất là cẩn thận, nên bác yên tâm. Đây là hàng mới nhá, bóc thùng này. Trong của nó sẽ có một cái sợi dây nguồn hai chấu này. Bác sử dụng vang với đẩy ấy, thì tí em sẽ hướng dẫn bác cái cách kết nối và sẽ tặng cho bác một cặp can đông. Đây, hàng mới nguyên thùng xốp hết nhá. Cứ bóc thùng ra và test để cho anh em xem thôi. Đấy, hàng mới nguyên con luôn. Đấy, bóc thùng và test anh em nhá. Và đây, xìu ly lông các kiểu đi lồng. Đấy, bóc hộp ra cho anh em luôn. Đây, anh em đợi chút em sẽ tháo ra, sẽ để trên này anh em nhá. Sẽ tháo và sẽ để trên này cho anh. Và sẽ dây rắc em đã chuẩn bị rồi. Test xong và chốc nữa em sẽ hướng dẫn bác cái cách kết nối thôi. Đây là cái cách, đây là cái test hàng trước khi gửi. Thì sẽ test trước và tí sẽ hướng dẫn bác cái cách kết nối. Thì bác nhìn rõ cho em cái mã series này nhá. 49321, về nhà bác cứ nhìn đúng cái mã tem này là bác xem đúng được cái sản phẩm em test cho bác. Đây, nguồn xuyến tròn này, nguồn xuyến tròn nhá, đây cho anh em nhìn thấy này, nguồn xuyến tròn này, cả cái số này là 186980 nhá, bác nhìn cho em 980 này. Đấy, nên là bác yên tâm là cái sản phẩm này khi bác nhận hàng là bên em test rất kỹ cho bác rồi. Đấy, và cắm nguồn thôi này, nguồn của đây này. Tí nữa thì em sẽ hướng dẫn bác cái cách kết nối sau. Bây giờ em sẽ test sản phẩm trước để cho nó hoạt động bình thường đi. Đây, đầu vào thì em sẽ dùng jack Canon này thôi, đánh trực tiếp từ lọc xì xuống cục đẩy, không qua cái thiết bị nào cả, mỗi lọc với đẩy thôi, test chất âm cho nó dễ. Đấy, cứ sản phẩm nào test luôn. Cổng ao này, ao cho lấy dây Canon này, chuẩn bị hết dây rồi, chỉ việc cắm thôi. Test này thì nhanh lắm, nó có lỗi lầm gì đâu. Em bán dòng này quá nhiều rồi, rất lâu rồi mà không có con nào để bảo hành. Cùng vận chiếc áp lên nào. Những cái nút này thì em cũng chỉnh cho bác trước nhá. Bypass luôn để tắt đèn này. Lao cắt là nếu như loa bác mà trầm ù rèn quá thì có thể ấn vào, hoặc không thì cũng nhả ra. Còn runger thì ấn vào cho nó hay này. Đấy, runger ấn vào cho hay. Lên nhạc này. Đấy, lên nhạc này. Tăng các cần gạt này lên thì nó sẽ có tác dụng này. Đấy, tăng cần gạt lên nó sẽ có tác dụng luôn. Chất âm nó thay đổi luôn anh em. Đấy, và sang kênh thứ hai. Đấy, đấy, tăng lên này, cho to hẳn tí. Đấy, tăng lên thấy tác dụng luôn, anh em phải đeo tai nghe rồi đấy. Đấy, đấy, giờ em sẽ test từng cái chức năng bát check một để cho anh em cùng nghe nhá, để nghe từng cái bát check một là nó hoạt động bình thường nha. Đầu tiên là kênh này đi, kênh này là kênh ở trên này, là kênh trên anh em nhá. Anh em cùng đeo tai nghe nhá, tăng bát này. Đấy, rất lực luôn, tắt cái kênh này đi nhá. Đây là đang test kênh này, đèn đang nháy này. Đấy, tăng bát đánh rất lực luôn, anh em đeo tai nghe và anh em sẽ nghe đấy. Tăng chép thì anh em sẽ nghe rõ hơn này. Đấy, đang đánh với JBL kia anh em nhá, JBL luôn. Anh em nghe chưa? Nó lẩy nhá, giảm này, tiếng check đã xuống này, tăng bát này. Đeo tai nghe anh em sẽ nghe được cái tiếng bát. Đấy, tăng lên cho nó qua hay không qua lọc xì này. Đây là không qua lọc xì anh em nhé, tiếng nó tối đi hẳn luôn, nhả này. Đấy, đấy, cái này là kênh đầu tiên là rất ok rồi, tăng bát tăng check cho bác rồi. Đấy, giảm bát check xuống nhá, và chuyển sang kênh thứ hai này, chuyển sang kênh hai, bạn volume kênh hai lên này, giảm kênh một xuống này. Đấy, tăng kênh hai, giảm kênh một, và tiếp tục tăng bát tăng check này, tăng bát này. Anh em có thể nhìn thấy tăng bát lên cái độ cường độ dB của nó cao hơn thì nó sẽ nháy đèn nhiều hơn. Giảm xuống này. Đấy, anh em nhìn nhá, nó chỉ nháy một đèn thôi. Tiếp theo này. Đấy, rất ok luôn, tăng cả bát này. Qua hay không qua này, tiếng tối hẳn luôn anh em nhá. Đấy, tiếng tối hẳn luôn. Và đây,
thoải mái nhá. Đấy, con này em bán thì nó chả có lỗi lầm gì đâu nên anh em yên tâm, bán rất nhiều rồi, không phải là ít. Đấy, hai kênh hoạt động bình thường nhá. Cái chiếc đáp này em để cho bác tầm khoảng 1 đến 2 giờ này, bác để mức này thôi, không để to quá nó gây ra hiện tượng mình vỡ tiếng. Loa của bác sẽ không chịu được, sẽ gây ra hiện tượng mình vỡ tiếng trên loa. Để tầm 1 giờ đến 2 giờ là đẹp nhất. Đấy. Đấy, rất đơn giản thôi, nên là con này em test xong rồi. Đấy. Bóc hộp và test hàng cho bác rất nhanh rồi. Hai kênh hoạt động bình thường, tăng bát tăng chép lên hoạt động bình thường. Nhớ cho em cái mã nhá, 9321. À, về nhà bác nhìn đúng cái mã này này và cái mã rìa này 6980 này là đúng cái con em test cho bác nhá. Để bác yên tâm chưa? Thoải mái nhá. Và bây giờ em sẽ bỏ ra, em sẽ hướng dẫn bác cái kem nối vang, lọc xì và cục đẩy như nào. Anh em cùng đợi em chút. À, thì kết nối thì sẽ như này, nhà bác có vang mới đẩy rồi. Thì hiện tại đang kết nối như này đúng không ạ? Từ cổng lép rai của vang thì bác đang cắm xuống đẩy rồi. Thì có thêm con lọc ở giữa thì em sẽ hướng dẫn bác cái cách kết nối vang, lọc xì và cục đẩy. Thì đầu tiên tất cả các dây rắc trên vang bác đẩy nguyên cho em nhá. Và dây rắc trên đẩy bác đẩy nguyên. Bác chỉ có rút hai cái rắc kết nối từ vang xuống đẩy. Thì bác rút ở vang ra, nhớ cho em, rút ở vang ra. Hai cái cổng này, hai cái đầu này vừa rút ra thì cắm lên output của lọc xì. Đấy, output của lọc xì. Đấy là ok. Output của lọc xì nhá, rút ra từ lép rai của vang, cắm xuống lọc xì. Và em có tặng cho bác đó là một cặp ca lông chuyển ca lông như này nữa. Thì bác cắm cho em này. Bác vừa rút ra ở cổng nào thì bác lại cắm lại hai cổng đấy cho em. Cắm lại hai cổng đấy nhá. Đó là hai cổng lép rai trên vang. Thì hai cái dây này đầu còn lại thì bác cắm xuống input của lọc xì cho em là được. Đấy, input của lọc xì. Đấy, thế là xong rồi. Rất đơn giản đúng không ạ? Nhớ cho em nhé, từ trên vang và đẩy đang kết nối với nhau thì bác rút hai cổng này trên vang ra, cắm xuống hai cổng out của đẩy. Hai cổng out là hai cổng output đây này, nó ký hiệu này, OUT put này, đây là output. Hai cổng output của đẩy rút từ vang ra, cắm xuống output của đẩy. Và lấy tiếp một cặp canon của em lại cắm vào hai cổng trên vang vừa lấy của bác rút ra đấy ạ. Thì bác cắm xuống input. Input của đẩy thì nó sẽ có một cái rắc sắt này này. Đây, đây là hai cái đầu rắc sắt. Đấy, nó thừa ra. Thì nhớ cho em này, sẽ ngửa cái đầu khuyết này có lỗ này ra này. Ngửa cái đầu khuyết có lỗ này. Bác ngửa ở trên này và bác cắm vào. Cắm sao nó tạch một cái là được nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đây là cái cách ghép nối cho bác như vậy. Và những con lọc xì này em có hướng dẫn anh em cái cách căn chỉnh rồi. Cái cách giảm hú, tăng giảm bát check như nào cho nó hay trong bộ KK rồi. Anh em hãy đăng ký kênh và vào kênh để xem các video của bên em. Đấy, thì cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt những sản phẩm này bên em. Test cho bác một cái lọc xì rất là rõ ràng và rất là chi tiết về sản phẩm này rồi. Đấy, hướng dẫn bác cái kem nối rồi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số này bên dưới. Xem video nhớ like, nhớ đăng ký kênh và có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.